Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Phước sẽ trình bày chúng ta một cái đề tài cũng rất là hay, đó là quan điểm tương lai về dự phòng đột quỵ bệnh nhân rung nhĩ. Xin mời thầy Phước. Xin cảm ơn những cái thông tin mà giáo sư Nguyễn Đức Công đã đưa ra, đặc biệt trong đó có nhấn mạnh sự khác biệt giữa các vùng miền, các cái châu lục đứng về vấn đề này. Từ trước đến nay chúng ta vẫn cứ cho rằng là có thể là người Việt hoặc là người châu Á khác với người châu Âu, Âu và Mỹ. Chúng tôi xin tiếp nối bài nói về những cái hướng trong tương lai của nghiên cứu cũng như các thử nghiệm về mặt kháng đông ở trong vấn đề rung nhĩ, trong đó tập trung chủ yếu là cái rung nhĩ không do bệnh van tim. Đây, nói chung rung nhĩ và cái đột quỵ là cái biến chứng đáng ngại nhất của nó, thì nó nói chung ở trong khoảng thời gian mà người ta sống thì cái tỷ lệ rung nhĩ nó khoảng 1 trong 4 người nam hoặc là nữ trên 40 tuổi, và rung nhĩ nó làm tăng cái nguy cơ của đột quỵ lên khoảng đến 5 lần. Rồi rung nhĩ phối hợp với lại những cái đột quỵ đó thì nó khoảng 50% tỷ lệ tử vong trong 1 năm. Đây là cái tỷ lệ mà rung nhĩ và gây ra nguy cơ gây ra đột quỵ ở những bệnh nhân mà rung nhĩ không phải do tim. Ở những người dưới 65 thì cái này nó chỉ là khoảng 1-5%. Tới ở người 65-75 thì nó tăng lên là 4%, và những người không có y tơ có nguy cơ hoặc là trên nhiều là 6%, và đặc biệt ở những bệnh nhân lớn tuổi 75 thì từ 3.5-8%. Và chúng ta biết rằng là cái dân số của người Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có xu hướng tăng lên theo xu hướng chung của thế giới cũng như các vùng châu Á, do đó cho nên việc rung nhĩ trở thành việc hết sức quan trọng. Những cái hướng dẫn guideline về điều trị cái rung nhĩ thì đã có rất là nhiều. Ví dụ 2012 của USC, sau đó 2013 của cái hội nhịp học của châu Á Thái Bình Dương, Asian Pacific and Heart Association, và tới 2014 thì có cái guideline của hội tim Hoa Kỳ, hội tim trưởng môn Hoa Kỳ và hội nhịp học về vấn đề điều trị riêng bệnh nhân rung nhĩ, và tới năm 2014 này tức là các cái bên Anh. Như chúng ta đã biết rằng điều trị đặc biệt là phòng ngừa các cái biến chứng mà gọi là mạch máu não đó do rung nhĩ, thì gần như là một thời gian là cái thời đại của warfarin, tức là các thuốc kháng vitamin K đã trở thành hoàn toàn chế ngự đã rất lâu và trở thành một thứ thuốc rất quan trọng đã được rồi. Những cái thử nghiệm này khi so sánh với warfarin với lại warfarin không có thì thấy rằng là tất cả các việc phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân đột quỵ đã tốt hơn rất nhiều, có giảm tới 64% trong tất cả các trial chúng ta đã có được. Nhưng mà warfarin mặc dù nó rẻ và có một thời gian rất dài đã được dùng ở tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt ở rất nhiều nước họ cũng không thắc mắc lắm về chuyện này, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thấy rất nhiều những cái hạn chế của warfarin. Đó là cái khởi phát của nó thì chậm, và đến lúc chúng ta cần ngưng của nó thì cái ngưng của nó, thời gian của nó lại kéo dài. Ví dụ bệnh nhân có chảy máu hoặc là bệnh nhân cần phải phẫu thuật thì cái offset của nó cũng khá dài. Thứ hai nữa là nó có một cái tương tác với lại rất nhiều loại thuốc và rất nhiều các loại thức ăn khác nhau, dưa cải, rau cải, vân vân, các thứ nhiều thứ lắm. Thứ ba nữa là nó có những cái thay đổi về mặt gen liên quan tới cái đặc biệt là cái gen CYP2C9 làm thay đổi cái chuyển hóa của thuốc và đòi hỏi phải có chuyện monitor, tức là bắt buộc phải cần phải điều khiển và theo dõi bằng INR, tức là cái tỷ số quốc tế hóa việc dùng các thuốc INR, và đặc biệt tức là cái thời gian của đó giống như hình đây, tức là chúng ta vẫn nói đó là cửa sổ điều trị khá hẹp. Khi chúng ta dùng cái INR bắt đầu tăng lên từ 2-3 thì như vậy là cái tác dụng của nó là tốt nhất, nó nằm trong khoảng này, nó giảm được tất cả các đột quỵ do thiếu máu não. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục dùng mà INR tăng lên thì như vậy là cái tác dụng này vẫn còn, nhưng mà đồng thời lại kèm theo với chuyện khả năng của xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não tăng lên rất nhiều. Cửa sổ này theo chúng tôi từ trước cái này vẫn biết nó hẹp đến mức độ rằng nếu ở dưới cái này thì gần như chúng ta không có dùng thuốc, ở trên cái này thì có tác dụng nhưng mà cái nguy cơ của chuyện xuất huyết là rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin nhắc với các anh chị rằng đây là thứ thuốc điều trị phòng ngừa, một thứ thuốc điều trị phòng ngừa mà nó đem lại một cái biến chứng xuất huyết não thì cái đó nguy hiểm lắm và rất khó chấp nhận. Còn nếu mà sợ quá siêu biển nền ở chỗ này thì thực sự chúng ta đã không cho thuốc mà thực sự coi như bệnh nhân không uống, điều đó nó làm cho warfarin trở thành chất hạn chế.
Ở đây hơn nữa là trên thực tế người ta đã thống kê rồi, ở những cái bệnh nhân mà đúng là với đột quỵ mà không có chống chỉ định thì các anh chị thấy những cái người dùng với ANA nằm trong cái giới hạn ở cửa sổ hẹp hòi đó chỉ có 10% thôi, còn lại tới 29%, tức là gần 30% thì là dưới mức điều trị, mà như tôi nói hồi nãy, dưới mức điều trị coi như là không uống thuốc, và còn lại 61% là bệnh nhân không dùng thuốc. Như vậy là hết tất cả gần 90% là bệnh nhân gần như sử dụng không đúng, và điều đó là thách thức cho vấn đề dùng. Có cái gì mà để đáng cho chúng ta ngại khi chúng ta cho bệnh nhân uống viên thuốc đó mà chúng ta cũng không tin tưởng rằng nó sẽ giúp bệnh nhân phòng ngừa được đột quỵ. Thế thì trong những cái tiến bộ rất là mới thì sau này chúng ta thấy rằng là rõ ràng là đã có tiến bộ rất mới. Những tiến bộ đó đặc biệt là các thuốc đường uống, chúng ta không nói tới các thuốc đường tiêm như fondaparinux vân vân, mà đường uống thì có xuất hiện ở thuốc ức chế trực tiếp yếu tố 10A. Chúng ta có rivaroxaban, có apixaban, có betrixaban, và ức chế trực tiếp yếu tố 2A ở đây cái con đường chung này thì có dabigatran. Những cái kết quả nghiên cứu thì rất là được tiến hành rất nhanh chóng và rất là hữu hiệu. Dabigatran với nghiên cứu Relay, apixaban với nghiên cứu Aristotle, rivaroxaban với nghiên cứu Rocket AF và endoxaban với nghiên cứu Engage. Tất cả các nghiên cứu này đều đem lại một kết quả rất là ngoạn mục. Các anh chị thấy đây, tốt cho tất cả các thuốc uống chống đông đường mới đều giảm, và phối hợp với nhau thì nó giảm khá rõ rệt khi so với warfarin. Đối với lại các những cái kết quả khác nữa, ví dụ như giảm được các cái thiếu máu đột quỵ này, stroke đột quỵ này, các nguyên nhân mà gây ra xuất huyết, nhồi máu cơ tim và tất cả rồi thì cũng đều tốt hơn đối với các thuốc đường uống chống đông đường mới. Trong khi đó người ta sợ là lại biến chứng chảy máu, thì tất cả các biến chứng chảy máu chính đối với tất cả các loại thuốc, các nghiên cứu Relay, Rocket, Aristotle và Engage đều cho thấy rằng tốt hơn đối với các thuốc kháng đông đường uống mới. Và từ đó đã có một thời người ta đã bắt đầu thấy rằng có lẽ phải nói say goodbye với lại warfarin, hay người ta nói là kết thúc thời kỳ hoàng kim của warfarin, tôi gọi là farewell party đối với warfarin, hoặc là tới đây hay không thì điều đó chúng ta sẽ nói tới trong các bài có lẽ của thầy Hình Thị Trí gì đó. Thế thì đã tốt như vậy rồi, có cần phải làm thêm không? Chúng ta đang ở tất cả các cái kết quả, tất cả kết quả đều cũng chung với nhau là rất là tốt, nhưng mà còn làm thêm cái gì và có những vấn đề gì còn tồn tại? Thì có tất cả có 4 vấn đề mà chúng tôi xin nói rất nhanh với các anh chị, là những cái nghiên cứu và thử nghiệm cũng như là các cái sổ bộ, các việc ghi nhận sổ bộ đã được tiến hành hoặc là đang tiến hành đối với lại các thử nghiệm đối với dabigatran, rivaroxaban, apixaban và endoxaban là những cái thuốc đang lưu hành ở trên thị trường rồi. Điểm thứ hai là người ta vẫn tiếp tục ra sao những thứ thuốc này không có chất đối kháng, hay chúng ta gọi là antidote, hoặc là các giai đoạn trong trường hợp nếu quá liều, hoặc trong trường hợp chúng ta cần phải giảm ngay tác dụng, ví dụ như cần phẫu thuật vân vân, thì các cái thuốc đối kháng có hay không có, đây là một điều ngần ngại. Nhưng gần đây đã có tin tức khá tốt về các cái thứ thuốc đối kháng, hay là các thứ thuốc gọi là trở lại cái tác dụng nó. Điều thứ ba nữa là người ta bắt đầu thấy có những vấn đề còn chưa rõ lắm, ví dụ như thế nào là dung nhĩ do van tim và như thế nào là không van tim, chút xíu các anh chị sẽ thấy cũng lờ mờ lắm. Thứ hai là ví dụ vai trò của cái đóng cái appendage, tức là chúng ta gọi là cái tiểu nhĩ trái, và dùng thuốc chống đông như thế nào, việc dùng thuốc chống đông trên những bệnh nhân ung thư và trên những yếu tố khác nữa, hoặc là làm PCI, hoặc là sẽ cắt đốt vân vân như thế nào, và cuối cùng có những cái xu hướng mới trong cái con đường được gọi là dòng thác đông máu đó còn có chỗ nào khác tác động hay không, và chúng ta có hy vọng gì hay không. Đây là những cái nghiên cứu mà ta đã đưa ra rất là nhiều, và đây chúng ta thấy những nghiên cứu tôi chỉ giới thiệu thôi, vì trong chương trình ngày hôm nay có rất nhiều các thầy sẽ nói tới ở những bệnh nhân mà bị dung nhĩ mà sẽ làm PCI, tức là sẽ làm phẫu thuật can thiệp đó, thì người ta cũng thử xem dabigatran với 150mg một ngày, dabigatran từ 2 viên một ngày và dabigatran 110 viên một ngày khi so sánh warfarin như thế nào được theo dõi. Ở những bệnh nhân mà đã bị lớp mạch não rồi, lớp mạch não mà không có rõ nguyên nhân, thì như vậy phòng ngừa những bệnh nhân như thế nào cũng có các thử nghiệm được gọi là re-spec-ozus,
sử dụng dabigatran và khi so sánh với aspirin. Đối với cái nghiên cứu được gọi là re-sucrose thì là những bệnh nhân với các cái tồn tại của các dung nhĩ kích phát hoặc dung nhĩ đã tồn tại lâu và đang lên cái kế hoạch, sẽ lên kế hoạch để làm ablation, tức là cắt đốt bằng catheter. Thì sau khi cắt đốt catheter khoảng 2 tuần thì người ta sẽ cho dabigatran 150 hay là một ngày hoặc warfarin và theo dõi xem hiệu quả và so sánh hiệu quả giữa hai thứ này. Những cái nghiên cứu khác nữa tập trung vô trong cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là các sốc gây ra thiếu máu não. Ở những cái trường hợp mà đã có sốc thiếu máu não từ trước rồi không có nguyên nhân xác định thì người ta cũng làm những bệnh nhân với các cái tình trạng sốc mà các nguyên nhân khác là sử dụng rivaroxaban và khi so sánh với aspirin. Một cái nghiên cứu khác nữa là cái chỗ extra, tức là những cái trường hợp mà giải quyết về vấn đề các cái huyết khối có ở trong nhĩ trái và trong tiểu nhĩ trái thì người ta cũng lấy tất cả những bệnh nhân mà không bị bệnh van, có bị flux tai nhĩ và có các dấu hiệu qua cái siêu âm thực quản đó, có thể làm giảm như thế này và làm thử nghiệm. Ở đây cũng vậy, đối tượng này là đối tượng PCI, người ta sẽ làm PCI và làm. Đối tượng khác nữa là người ta làm gần những bệnh nhân mà có để sẽ có khả năng chữa cái dung nhĩ đó bằng đánh sốc điện thì người ta cũng nghiên cứu giữa việc điều trị sử dụng cách bình thường thông thường và apixaban 5mg 2 lần một ngày. Những nhóm bệnh nhân khác là những nhóm bệnh nhân đã cấy những cái máy defibrillator hoặc vân vân thì dùng apixaban tiếp tục với ASA cái nào tốt hơn. Và kể cả 630 bệnh nhân đã được ablation, tức là đã cắt đốt, thì người ta cũng dùng apixaban và INA với vitamin K để điều trị. Đây là cái nghiên cứu apixaban được sử dụng ở những bệnh nhân dung nhĩ và được chia đôi ra apixaban với kháng vitamin K. Sau đó thì nhóm này được chia ra là tiếp tục sử aspirin với placebo để so sánh. Cái nghiên cứu gọi là Adrian thì người ta sẽ sử dụng cái nghiên cứu này trong trường hợp những bệnh nhân dùng các thuốc kháng cơ đông đường uống so sánh với vitamin K. Đây là những cái nghiên cứu mà người ta sử dụng cả Ethio và có một nghiên cứu được gọi là NOA, tức là những nghiên cứu về các thuốc kháng đông đường uống mới ở những bệnh nhân có các cái nhịp cơn nhịp nhanh, chúng ta vẫn gọi là cơn dung nhĩ nhanh. Khi có cơn dung nhĩ nhanh thì bệnh nhân được sử dụng và chọn ngẫu nhiên, một đằng thì dùng đường uống với endoxaban 60mg, một đằng thì là dùng không dùng các cái loại này mà hoặc là aspirin nếu có chỉ định hoặc không aspirin, tất cả những cái tình huống mà nó có thể gây ra các cái tai biến ung não. Những thứ thuốc mà gọi là để gọi là kháng đông, tất cả những cái thuốc được gọi là thuốc đối kháng thì may mắn chúng ta đã có và đây là một cái điều giải tỏa rất lớn. Những thứ thuốc có là idarbrazumab, tức là một loại thuốc monoclonal antibody đó, là một loại thuốc gọi là kháng chất đối kháng mà đơn trọng đối với dabigatran. Thuốc thứ hai nữa là adexanet alpha đối kháng với các thuốc ức chế yếu tố 10 và aripazin là thứ thuốc đối kháng nói chung. Tất cả những thứ thuốc này đều có bắt đầu có những kết quả rất là tốt cho từng trường hợp một và đặc biệt có lẽ là rất là hy vọng đó là vấn đề áp dụng của sinh học phân tử trong vấn đề điều trị. Trong nghiên cứu reverse thì chúng ta thấy rằng là có ở những bệnh nhân bị chảy máu hoặc là những bệnh nhân bị ngoại khoa thì người ta cho cái thứ thuốc này có cái chữ sumab và ra cái kia monoclonal antibody, tức là kháng thể đơn dòng và nó sẽ kháng thể vào trong cái chỗ của dabigatran tác dụng và tranh chấp với lại tác dụng của dabigatran sumab trong chẩn đoán. Và đây là những cái kết quả chúng ta thấy. Các cái nghiên cứu để cho thành những vấn đề này, tức là những vấn đề gì chưa còn chưa, thì cái này rất hay. Chúng tôi xin gợi ý với lại trong hội nghị rằng là chúng ta thấy rằng là chúng ta nói tới các cái dung nhĩ do bệnh van tim và không bệnh van tim, nhưng thực tế cái định nghĩa mà do bệnh van tim không bệnh tim đang bị coi lại. Vì tất cả những cái chuyện này người ta định nghĩa trong các nghiên cứu Rocket Relay và đều khác nhau hết. Và như vậy các anh chị thấy trong một số các cái kết quả thì có chỗ lấy có bệnh van tim là suy là hẹp động mạch chủ, có chỗ là hở động mạch chủ, có chỗ là hẹp van tim bình thường, vân vân. Và tất cả điều này cần phải xem xét lại. Như vậy cái tiêu chuẩn thế nào được gọi là non valvular, tức là không bị van, phải được xem lại. Trong cái tình huống này chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân mà đóng đây là cái appendage, chúng ta gọi là tiểu nhĩ đó, thường nó hay có các huyết khối trong này và chính nó là nguyên nhân gây ra cái tình trạng lấp mạch não, thì người ta đóng cái huyết khối trong trường hợp phát hiện có huyết khối trong tiểu nhĩ và những phương pháp này sẽ được đánh giá lại qua Blaster, qua Schwarzman hoặc Lariat phối hợp với các thuốc kháng đông như thế nào. Một vấn đề nữa ta đang đặt vấn đề là ở bệnh nhân ung thư
bệnh nhân ung thư rồi mà rung nhĩ có uống thuốc không, dùng các cái loại heparin, kháng vitamin K hay là aspirin hay là các thuốc này đang được phải nghiên cứu rất là kỹ. Cuối cùng là có những hướng gì để điều trị không? Chúng ta biết là các thuốc trực tiếp kháng yếu tố 10 là apixaban, endoxaban và rivaroxaban là 10. Các thuốc kháng trực tiếp yếu tố 2A đó là dabigatran, còn heparin và fondaparinux là thuốc ức chế antithrombin ở đây. Kháng vitamin K tác dụng nhiều nơi. Người ta đang nghĩ đấy có thể khả năng sẽ giảm đi ức chế cái chuyện mà yếu tố 9 trở thành 9A, và đấy cũng là một cái trong cái yêu cầu, trong cái dòng của cái đông máu nội sinh trong cái dòng thác này để mà chống lại tình trạng kháng đông như chúng ta thấy. Như vậy để kết luận, mặc dù chúng ta đã có những kết quả rất tốt đối với các thuốc kháng đông đường mới, nhưng mà rất nhiều các thử nghiệm đã được vẫn còn tiếp tục được làm. Chúng tôi rất thích, mặc dù cái này nó rối hết sức rối, tức là nhớ được những cái này đã đủ khổ rồi, nhớ nó thiết kế và nhớ nó kết luận, nhưng mà thực sự chúng ta đang trong giai đoạn của cái được gọi là thời y học dựa trên chứng cứ, không thể không có cái này được. Nếu có cái này chúng ta không làm được. Về các cái thuốc đối kháng thì có thể sẽ có trong năm 2016 khi bắt đầu đưa vào thực hành, và tất cả những yêu cầu chưa có rõ sẽ được làm rõ, ví dụ như thế nào gọi là không cá cá rác, và cuối cùng những cái đích mới trong vấn đề điều trị kháng đông vẫn còn được y học nghiên cứu, và chúng ta thấy rằng là chân trời cũng như khoa học trong y học hết sức rộng rãi, và khi người ta tìm ra người ta cũng phải thiết kế tất cả các nghiên cứu, tất cả các ngõ ngách của nó để có được chứng minh. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp.